Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Phạm Ngũ Lão lại phải đang sọt ở ngoài đường mà không đang ở trong nhà? Tại sao khi quân lính quét mắng, thậm chí đâm giáo vào đùi chảy cả máu, Phạm Ngũ Lão vẫn không phản ứng? Đằng sau nó là cả một câu chuyện đầy ly kỳ. Đầu thời nhà Trần là một thời đại kỳ lạ, một thời đại được ông trời ưu ái khi cho quá nhiều anh hùng hào kiệt xuất hiện cùng thời điểm. Tuy nhiên, nếu bạn để ý kỹ thì bạn sẽ nhận ra đa phần những danh tướng này đều mang họ Trần. Hoàng tộc nhà Trần thời kỳ đầu, nhân tài lớp lớp, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Để tránh binh quyền phụ thuộc vào ngoại tộc, họ Trần quản lý con em cực nghiêm. Những thiên chi kiêu tử cành vàng lá ngọc đáng lý ra phải sống một cuộc sống xa hoa trong nhung lụa, nhưng không, đa phần các vị này đều tinh thông võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, binh thư thì thuộc lòng như cháo chảy. Trong số ngũ đại danh tướng thời Trần thì hết 4 người là xuất thân từ hoàng tộc. Hưng Đạo Vương, vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự phong kiến Việt Nam, hiển nhiên xếp vị trí số 1. Tuy nhiên, việc một chàng trai trẻ xuất thân từ nông dân nghèo hèn lại có thể nghiễm nhiên chễm chệ ở vị trí số 2, chỉ chịu xếp sau Hưng Đạo Vương, đó quả là một chuyện khó tin. Chiến thần bất bại không thể xây trong một ngày. Đằng sau câu chuyện từ một chàng đang sọt trở thành chiến thần bách chiến bách thắng của Đại Việt là cả một quá trình vươn lên đầy cố gắng. Câu chuyện bắt đầu từ khi chàng trai trẻ Phạm Ngũ Lão lên kinh ứng thí võ Trạng Nguyên tìm kiếm công danh và sự nghiệp. Chàng thanh niên quê ở Phù Ủng sở hữu một thân tuyệt nghệ, dễ dàng hạ gục các đối thủ để vượt qua vòng bảng. Người trẻ tuổi tài cao cũng không tránh khỏi có mấy phần tâm tình háo thắng, thể hiện phong mang. Phạm Ngũ Lão vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Ở phần thi bắn cung, bị mắc vào kế khích tướng, thay vì bắn vào hồng tâm tấm bia như những người khác. Để chứng tỏ tài nghệ của mình, Ngũ Lão nhắm vào dải cờ lạnh đang bay ở tít phía xa, dương cung bắn rớt dải cờ xuống đất. Khoảng cách tới lá cờ phải cách xa 100 bước. Tài bắn cung trát tuyệt này của Ngũ Lão có thể so với thần tiễn đương thời Nguyễn Địa Lô. Kết quả của lần thể hiện tài năng trấn nhiếp toàn trường này là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Chàng thanh niên trẻ chưa từng trải dễ dàng bị khiêu khích và rơi vào bẫy. Dải cờ mà Ngũ Lão bắn rớt là hoàng kỳ, lá cờ tượng trưng cho vua, bị khép vào tội khi quân. Phạm Ngũ Lão may mắn giữ lại được tính mạng, nhưng bị đánh đòn, hủy bỏ tư cách dự thi, phải quay trở về quê làm nghề đan sọt để kiếm sống. Trải qua thất bại cay đắng đầu đời, nhưng điều đó không đánh gục được Ngũ Lão. Ông nhận ra, để vươn lên trong một thời kỳ tàn nhẫn đầy dẫy những kẻ mạnh như thời đại này, chỉ có võ công cao thôi là chưa đủ, chặng đường phía trước còn dài. Chàng trai trẻ không nản chí, tiếp tục vùi đầu vào binh thư, trau dồi học vấn. Hùng ưng không thể bay lượn mãi, nó cũng cần thời điểm ẩn mình, để khi cất cánh thì sẽ bay thẳng tới cửu trùng thiên. Như một quy luật của vũ trụ, người luôn chuẩn bị sẵn sàng, rồi sẽ một ngày tìm thấy cơ hội để trở mình. Một thời gian sau, Hưng Đạo Đại Vương có việc quân qua vùng đất Phù Ủng, và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người chính là viên gạch đầu tiên xây nên trụ cột chống đỡ bầu trời Đại Việt những năm về sau. Hưng Đạo Đại Vương là một chiến lược gia đại tài, một đại gia binh pháp, nên trước mặt ông rất ít người dám múa rìu qua mắt thợ. Ấy vậy mà chàng trai đang sọt Phạm Ngũ Lão vốn chỉ xuất thân từ nông dân nghèo, đọc được một ít sách vở, lại có thể đối đáp về cơ binh mưu lược trôi chảy trước mặt Hưng Đạo Đại Vương, quả là một chuyện kỳ lạ. Thưởng thức tài năng là một chuyện, nhưng để được trọng dụng, Phạm Ngũ Lão cần phải chứng tỏ nhiều hơn. Sau khi về kinh đô, Hưng Đạo Đại Vương tiến cử Phạm Ngũ Lão lên triều đình. Vua thấy người có sức khỏe, lại có học thức, cho xung chức quản vệ sĩ, cấm quân vệ sĩ. Đa số xuất thân từ danh môn quý tộc, hiển nhiên không chịu phục một kẻ xa lạ trẻ tuổi, lại còn xuất thân từ hàng môn. Ngũ Lão dù võ công cao tuyệt, những vệ sĩ này cũng không để vào mắt. Ở thời đại này, võ công cao không phải là tất cả. Trước sức mạnh tập thể của quân đội, một cá nhân dù có võ nghệ siêu quần cũng khó chống lại số đông. Song quyền nan địch tứ thủ, những kẻ có sức mạnh áp đảo ngàn người, vạn người như là thiên nhân địch, vạn nhân địch chỉ là truyền thuyết hư vô vô căn cứ. Các cấm quân vệ sĩ bàn với nhau, xin triều đình tổ chức một cuộc thi đấu sức. Ngũ Lão thừa biết rằng họ không phục và muốn thách đấu lôi đài, âm mưu dùng xa luân chiến để làm mình mất hết mặt mũi. Mặc dù biết sẽ rơi vào tình thế bất lợi, Ngũ Lão vẫn nhận lời thách đấu, nhưng trước khi lên đấu trường, chàng xin phép về quê để thăm mẹ già. Triều đình vừa cho phép,
Ngũ Lão liền đi biệt tâm. Lần biến mất này kéo dài 3 tháng. Tính cách một người quyết định rất lớn đến số phận của người đó. Phạm Ngũ Lão tính cách nhẫn nại, không bỏ cuộc, càng gặp nghịch cảnh lại càng kích phát đấu chí dữ dội, tiềm lực lại được bộc phát kinh người. Lần thứ hai xuất hiện tại kinh thành Thăng Long để dự kỳ tỷ võ là một bước ngoặt định mệnh của Ngũ Lão. Lần tỷ đấu võ đài này không chỉ cấm quân mà ngay cả những người theo dõi trận đấu cũng nhận ra vạn nhân địch không phải là truyền thuyết mà là có thật. Thì ra trên đời thật sự có tồn tại những kẻ mang trong mình sức mạnh nghịch thiên đến mức vô lý. Và câu chuyện về vị chiến thần với sức mạnh vô song cũng khởi nguồn từ đây. Chiến tướng số 1 của Mông Cổ đem quân xâm lăng Đại Việt, kết quả sẽ như thế nào? Đối với người Mông Cổ, Toa Đô được coi là anh hùng tiêu diệt Nam Tống. Trong trận Tương Dương, Toa Đô đích thân công thành, tự mình chém được hơn 300 thủ cấp của quân Tống, là chiến tướng kiêu dũng thiện chiến nổi tiếng. Nhưng khi đến Đại Việt, Toa Đô đã phải nếm trái đắng. Cùng thời ở Đại Việt, ít nhất có hai người có thể đấu tay đôi được với ông ta. Một người là tướng quân Nguyễn Khoái, thủ lĩnh của đội quân Thánh Dực. Người thứ hai là một chàng trai trẻ tên là Phạm Ngũ Lão. Nên nhớ, ở lần xâm lược thứ hai của Mông Nguyên thì Phạm Ngũ Lão vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập quân đội, vẫn chưa tham gia trận đánh lớn nào. Nhưng tên tuổi của Ngũ Lão lại có thể được so sánh ngang hàng với hai vị mãnh tướng kia. Tất cả là do kết quả trận tỷ võ giữa Ngũ Lão với các cấm quân vệ sĩ. Quay trở lại câu chuyện, đến kỳ hẹn, Ngũ Lão từ biệt mẹ già lên kinh cùng các vệ sĩ so tài. Người mẹ sau khi từ biệt con trai, bà có việc đi ngang sang cái gò lớn ngoài đồng mà Ngũ Lão hay tới để tập luyện 3 tháng vừa qua. Cái gò đất lớn như trái núi, không ngờ lại bị Ngũ Lão làm sạt mất một nửa. Trận tỷ đấu giữa Ngũ Lão và các cấm quân vệ sĩ thu hút đông đảo người theo dõi. Thời Trần là một thời đại thượng võ, những hoạt động tỷ đấu giao lưu như thế này không chỉ bá tánh bình dân mà ngay cả các vị đại thần quý tộc cũng thấy hứng thú. Tuy nhiên, trái với dự đoán, trận đấu tưởng rằng phải rất hấp dẫn lại kết thúc sớm một cách khó tin. Ngũ Lão đề nghị được giao đấu với tất cả các cấm quân một lượt. Cấm quân vệ sĩ đều tức giận cái kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo này. Trận đấu vừa bắt đầu, họ cùng xông tới định rằng sẽ đè bẹp Ngũ Lão. Hít một hơi thật sâu, Ngũ Lão bắt đầu xuất thủ, thân pháp tiến thoái như bay, tay đấm chân đá thoăn thoắt. Đến cái vạt áo của Ngũ Lão cũng không có người nào chạm được vào. Lần lượt từng vệ sĩ bị hạ. Trận đấu kết thúc nhanh gọn, hơn 100 cấm quân vệ sĩ nằm la liệt dưới đất, không một ai có thể gượng dậy nổi. Ngũ Lão đã trình diễn một sức mạnh khủng khiếp khó tin, vượt ngoài sự tưởng tượng. Kể từ thời điểm đó, ánh mắt của mọi người nhìn Phạm Ngũ Lão đã thay đổi. Đối với họ, ông như một người trời hạ phàm, một điềm lành cho Đại Việt. Các cấm quân vệ sĩ từ khinh thường đã trở nên ngưỡng mộ và khâm phục. Tưởng chừng như tất cả đã yên ổn với Ngũ Lão, nhưng rắc rối mới lại bắt đầu tìm đến. Lần này, drama bắt nguồn từ một người con gái, Anh Nguyên Quận Chúa. Danh tướng Phạm Ngũ Lão là một người văn võ song toàn. Ông tinh thông cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật và các tài lẻ khác. Tài năng xuất chúng nên Phạm Ngũ Lão mới lọt vào mắt xanh của Anh Nguyên. Anh Nguyên Quận Chúa là một cô gái đặc biệt. Khác với các tỷ muội của mình, nàng không thích thêu thùa may vá mà lại thích quyền cước, cưỡi ngựa, bắn cung. Tính tình của nàng thẳng thắn và hào sảng, là một nữ trung hào kiệt. Là con gái của Hưng Đạo Vương, quận chúa được cha tín nhiệm giao cho cai quản một cánh thủy quân, và nàng thường xuyên cho quân huấn luyện thao diễn trên một đầm nước rộng lớn ở Đào Động, chính là xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ngày nay. Cũng trong thời gian ấy, nhiều tướng lĩnh, trong đó có Phạm Ngũ Lão, cũng về nơi này hội quân để chuẩn bị chống đánh giặc Nguyên Mông. Trai tài gái sắc gặp nhau, họ trở thành bằng hữu và nhanh chóng trở nên thân thiết. Dần dần, Phạm Ngũ Lão nhận ra mình đã yêu cô gái cá tính này. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, tình cảm của hai người trải qua thử thách được bồi đắp lớn dần theo năm tháng. Tuy nhiên, đây là một mối tình duyên được định sẵn sẽ không có kết cục tốt, bởi vì quy định của tôn thất nhà Trần, hoàng tộc chỉ có thể lấy người trong tộc để bảo vệ ngai vàng không lọt vào tay người ngoài. Hơn nữa, địa vị của hai người khác biệt quá xa. Phạm Ngũ Lão xuất thân từ hàng môn, còn Anh Nguyên là cành vàng lá ngọc. Số mệnh của nàng được định sẵn là sẽ kết hôn với một vị vương tử họ Trần nào đó. Nhưng con tim có lý lẽ của riêng mình, một khi đã dính vào lưới tình thì hết đường gỡ. Đến nhân vật kiệt xuất như Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, chỉ vì một chữ tình mà thân bại danh liệt. Mọi người khi biết chuyện ra sức can ngăn, lo Phạm Ngũ Lão nếu không cẩn thận cũng có thể đi vào vết xe đổ, rơi vào hoàn cảnh bi đát như Nhân Huệ Vương. Tình duyên bị ngăn trở, tâm trạng Phạm Ngũ Lão không thoải mái, và người phải trả giá cho điều đó là vương tử Mông Cổ Thoát Hoàng.
Đầu năm 1285, Thoát Hoang chỉ huy hơn 50 vạn đại quân ồ ạt tiến vào nước ta, quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Ngũ Lão đành phải gác lại chuyện tình đang dang dở, chia tay anh Nguyên quận chúa, lên đường tòng quân. Đại chiến chống Mông Nguyên lần 2, Phạm Ngũ Lão không phải là nhân vật chính. Mặc dù được đánh giá là có tiềm năng vô hạn, nhưng vừa mới gia nhập quân đội, Ngũ Lão chưa được tự lãnh binh mà được bổ nhiệm làm phó tướng của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải để học hỏi kinh nghiệm. Phạm Ngũ Lão suy tính, nếu muốn cưới được quận chúa, cách duy nhất là trở thành thiên tử nghĩa nam. Muốn vậy, phải lập được quân công hạng nhất trong lúc hai bên giao chiến. Còn quân công nào lớn hơn là lấy đầu chủ soái quân địch. Người khác có thể coi Trấn Nam Vương Thoát Hoang là một kẻ xâm lược đáng sợ. Nhưng trong mắt Phạm Ngũ Lão, Thoát Hoang lúc này chẳng khác gì một con dê béo. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, khí thế quân Mông Cổ lên cao, thắng như trẻ tre, là chủ soái quân Nguyên, không dễ gì giữa vạn quân lấy mạng Thoát Hoang. Ngũ Lão dù tự tin vào tài bắn cung của mình, nhưng Mông Cổ giành thiên hạ bằng cung mã, trong quân danh địch dĩ nhiên không thiếu thần tiễn thủ. Chỉ cần sơ sẩy xuất hiện trong tầm ngắm của chúng, Ngũ Lão có thể bị bắn thành con nhím. Dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng Ngũ Lão vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội. Giữa lúc tình thế nguy nan, Chương Hiến Hầu Trần Kiệt lại manh tâm phản quốc, đem một vạn quân đầu hàng và dẫn đường cho quân giặc đánh vào Thanh Hóa. Quân Đại Việt bị thiệt hại nặng nề, lâm vào tình thế vô cùng bất lợi, ngàn cân treo sợi tóc. Vua tôi nhà Trần lúc này quyết đoán bỏ kinh đô, thực hiện kế vườn không nhà trống. Quân Nguyên mặc dù chiếm được Thăng Long Thành nhưng bị thiếu lương thực, ván cờ lúc này đã đến gần tàn cuộc. Hai bên lâm vào thế giằng co, chỉ cần sơ sẩy một nước là thua cả bàn. Tháng 5 năm 1285, bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cục diện xảy ra. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đập tan đội quân hùng hậu của Nguyên soái Toa Đô ở Hàm Tử Quan. Gió bắt đầu đổi chiều, thời cơ phản công đã tới. Nhà Trần quyết định đã đến lúc giành lại Thăng Long. Phạm Ngũ Lão lĩnh ấn tiên phong dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thái sư Thượng tướng Trần Quang Khải, tiến đánh trại quân Nguyên, nơi tập trung phần lớn thủy quân và kỵ binh của địch. Lịch sử gọi là trận chiến Chương Dương Độ. Tháng 6 năm 1285, Thượng tướng Trần Quang Khải được lệnh đem quân giải phóng Thăng Long. Muốn vậy, trước tiên phải đánh hạ cứ điểm Chương Dương Độ. Nơi này là lá chắn phòng thủ cực kỳ quan trọng. Nếu để mất Chương Dương, Thăng Long bị uy hiếp và hoàn toàn cô lập, Thoát Hoang sẽ mất hết hy vọng hội quân với Toa Đô. Vì vậy, nơi này được bố trí trọng binh để cố thủ. Thái sư Trần Quang Khải quyết định tung át chủ bài của mình. Phạm Ngũ Lão lĩnh ấn tiên phong theo đường thủy tiến đánh Chương Dương. Phải kìm nén bấy lâu, nay đã có cơ hội để bùng phát. Giữa làng tên bắn như mưa, khói lửa mù mịt, Phạm Ngũ Lão xung phong đi đầu như mãnh hổ hạ sơn, quét sạch tất cả chướng ngại vật. Không có mãnh tướng Toa Đô ở đây, phía quân Nguyên không ai là đối thủ của chiến thần Đại Việt. Thoát Hoang không ngờ Chương Dương Độ, cứ điểm tập trung trọng binh, lại nhanh chóng thất thủ như vậy. Hắn vội vã điều quân tinh nhuệ ra chiếm lại. Thượng tướng Trần Quang Khải tương kế tụ kế, đặt phục binh tiêu diệt đội quân cứu viện, vừa thừa cơ Thăng Long sơ hở bao vây Vu Hồi, đánh úp cơ quan đầu não của giặc. Nguyên Mông thua tan tác, phải rút chạy khỏi thành Thăng Long. Đại thế đã mất, Thoát Hoang bị đẩy vào đường cùng, phải tháo chạy về nước. Sau khi hỗ trợ chủ tướng Trần Quang Khải đánh hạ Chương Dương, giải phóng Thăng Long, Phạm Ngũ Lão ngựa không ngơi nghỉ, theo lệnh của quốc công Tiết Chế, mang quân tiếp tục phục kích ở Vạn Kiếp, truy kích tàn quân của Thoát Hoang. Ngũ Lão đuổi rác không buông, kiên trì quyết tâm lấy mạng chủ soái quân địch. Cuộc rượt đuổi kéo dài từ đó đến tận biên giới, xác quân Nguyên rải rác chồng chất suốt 300 dặm. Gặp phải kẻ sát thần đáng sợ này, Thoát Hoang hoảng sợ ra lệnh các phó tướng là A Bác Xích, Phàn Tiếp, Lý Hằng, Lý Quán phải đoạn hậu cầm chân Ngũ Lão. Chiến thần đang nóng máu, kẻ nào dám cản đường sẽ phải lãnh hậu quả. Phó tướng Lý Quán bị Ngũ Lão tiễn về chầu ông bà, tuy nhiên tốc độ truy kích đã bị chậm lại. Ngựa Mông Cổ quả nhiên danh bất hư truyền, phi nhanh như gió. Thoát Hoang mở đường máu chạy đến gần biên giới, Ngũ Lão miệt mài đuổi theo, dùng cung tên bắn tới tấp. Số kiếp Thoát Hoang chưa tận, phó tướng Lý Hằng trung thành lấy thân đỡ tên cho hắn. Quá hoảng sợ, Thoát Hoang phải chui vào ống đồng để tránh loạn tiễn. Kế sách tưởng chừng như ấu trĩ vậy mà lại hiệu quả, giúp hắn toàn mạng. Ống đồng quá dày, mũi tên của Ngũ Lão không tài nào xuyên thủng được. Trơ mắt nhìn thấy quân công và cũng là xính lễ của mình bình an chạy về đất Bắc, Ngũ Lão chìm trong tuyệt vọng.
Kết thúc đại chiến Kháng Nguyên lần 2, quân dân Đại Việt đã đánh tan tành 50 vạn quân Nguyên, đạo quân hùng mạnh bậc nhất thế giới thời đó. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, cả dân tộc ca khúc khải hoàn, nhưng riêng Phạm Ngũ Lão thì lại đầy tâm trạng. Xính lễ Ngũ Lão định dùng để hỏi cưới quận chúa đã chạy mất. Bấy giờ theo lệ nhà Trần, hoàng tộc không được gả con gái cho người ngoại tộc, quy định cực kỳ nghiêm khắc và cứng nhắc, không có cửa để thương lượng. Ngũ Lão suy sụp, chỉ biết tự dằn vặt bản thân vì đã để sổng mất thoát hoang. Tưởng chừng như chuyện tình giữa Phạm Ngũ Lão và quận chúa Anh Nguyên đến đây là kết thúc, đôi lứa chia lìa, thì Hưng Đạo Đại Vương đã ra tay. Ngoài vai trò là một vị đại tướng khiến giặc Mông Nguyên kinh sợ không dám gọi thẳng tên, ông còn có một thân phận khác, đó là một người cha thương con gái. Thời trẻ tuổi, Hưng Đạo Vương cũng đã từng dính vào một drama tình ái. Nếu không phải có Thái Tông Trần Cảnh bao che, đứng ra dàn xếp, thì chuyện tình giữa ông và Thiên Thành công chúa đã là một bi kịch. Không muốn con gái phải chịu khổ vì tình, lại càng không muốn Đại Việt mất đi một vị lương tướng, người cha già đáng thương, đành phải đích thân lóc cóc ngồi xe ngựa lên Tông Nhân Phủ một chuyến. Tông Nhân Phủ là nơi trông nom sổ sách, ghi chép gia phả, thông tin về mọi thành viên trong hoàng tộc. Đứng đầu phủ này gọi là Đại Tông Chính, do một vị thân vương đảm nhận. Vị Đại Tông Chính này nghiêm khắc và cứng nhắc. Hưng Đạo Vương đã dùng bản lĩnh thông thiên của mình để thuyết phục được vị đại nhân nổi tiếng khó dây này. Anh Nguyên quận chúa được sửa đổi khai sinh, chuyển từ con ruột thành con nuôi của Hưng Đạo Vương, gả cho tướng quân Phạm Ngũ Lão. Trải qua nhiều gian truân trắc trở, người có tình cuối cùng cũng đã đến được với nhau.